to, múc to. Múc to ra để em làm vườn ao chuồng ấy. Rồi múc to và sẽ quay tạo thành một cái ao nóng nước ở đoạn trên kia. Vâng. Múc sâu xuống khoảng tầm độ 6 mét. Ok, để xem. Fesa. Anh, đây là làng Việt Nam. À thế à, hôm nay mới có dịp được xuống. Vâng, anh vào đây. Lần trước chị Yến với cả cháu Trung thì đến rồi, biết rồi. Hôm nay vâng, bon dia không ạ? Bon dia mày. Bon dia. Ôi, hôm nay lại trời có mưa này anh ấy. Mưa phùn này. Đi vào dưới kia anh ấy. Hôm nay là đúng là mưa xuân đấy. Đúng mưa xuân luôn. Đi về dưới này là chào bà con này, đang ở dưới kia này. Đang xây ở dưới kia. Xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với Khánh Vlog Cuộc Sống Châu Phi. Bon dia. Ôi giời ơi, đẹp quá nhỉ. Hôm nay là Khánh có ông anh này, là anh em chơi với nhau là mười mấy năm rồi. Và rồi anh ấy bận thì là có cháu với cả chị Yến. Mọi người xem là những cái video trước ấy ạ. Chị Yến tháp tùng sư cô của Huy Khánh. Mày mới có dịp xuống này. Mama. 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 Ok, this is go. Hoy gì bắt rơ sơ với visita. Irma Martin. Thế xin cơ. Ok. Tạm biệt. 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 Depois vai junto aqui, irmão, vai já fazer uma fofa tabucado, vai bem bonito. Vai necessidade, depende aqui. Meu amor. Queremos assim, queremos mesmo assim. Ajuda o mesmo, papá. Ok, hoje eu chego até aqui, tipo, irmão, falar, tá preparado aqui, quero ajuda. Eu sou... Já muito tempo eu botar de madeira, fica de jumba. Jungo. Jungo. Sim. Ok. Agora eu tenho de fábrica fazer de madeira bobinho. Vem aqui, mas eu quero o tipo de madeira. Eu vou para o seu junto com o irmão, com a família da casa. Obrigado. Vai para o seu. Fazer bem bonito. Quando tudo o Vietnã vem aqui em Angola, tem muito coração. Agora coração já bom, tipo, com irmão eu tá aqui, tipo, toda família. Vai fazer, mamãe com o bairro tá aqui, tipo, fazer bem, bonito. Ok. Sim. Ok. Ok, obrigado. Tá curtindo, tá suva? Sim. Ok. Chuva ontem, choveu mesmo, mas agora chuva ainda pouco a pouco. Então, agora já fazer planta rápido, porque já tem chuva. É a mưa giống cho bà con hôm trước rồi. Chỉ đợi mưa to để cho nó ướt đất đấy. Chứ bây giờ mà mình gieo luôn ấy thì là gà nó bới hết. À. Thế là phải đợi cho nó ướt đất xong bắt đầu mình nó bết đất, nó bết đất. Thì là gà không ấy. Ê. Ok, tiêu sư cô cùng
Mama phó lo đó, tôi bảo là bữa nay anh đã dùng từ Martin cùng ba thằng sơn đôi đúng không? Vai về, cô biết à đi? Dạ ok. Hai đứa sơn vai xuống vai về cả ra. Đúng không đấy? Dạ vâng. Ok. Ok. Mama bữa nay continua trôi nha. Dạ vâng. Muy tu contente mesmo. Son la llegada de nuestro patrocinador, sí, sí. Que es la primera vez y ya tornó mi familia que es nuestro país aquí. Okay. Y también abrazamos mucho porque a vuestra fuerza nos también estamos a crecer. Okay. A vuestra fuerza, tu Martín también está a crecer. Sí, sí. Porque él no da de ser, está a subir siempre con la fuerza de los patrocinadores. Okay. Mesmo aquí la comunidad está muy contenta, está fuerte. Okay. Muy obrigado. Sí, sí. Ya, yeah, okay. Vai lutar, casa vai bem bonito, assim. Vai. Yeah. Vamos lá, vamos lá, né, nhé? Ok. Ok, mamá, continua. Ok, mãe. Agora, continua 5 anos junto, Mati. Sim. Đây là tổng là em đã xây được lên 17 căn rồi. À, 17 căn rồi. Vâng, là những em đang xây. Còn nập mái thì mới nập được 8 mái. Thì là em đang mới đặt kèo hôm qua đấy. À. Thì là để em đặt tiếp hai máy nữa. Thì chúc mừng em và chúc mừng bà con luôn. Đây là một cái sự thành công mà nói chung là tuyệt vời. Đây xin thưa các bạn là đây là một cái ngôi nhà cũ mà đều như 80% là vậy thôi, 80% thì nó ngoài tất cả ở khu vực Bai Dù đây là tất cả là nhà như thế này là có điều kiện rồi. Mà bây giờ em lại bỏ ra rất nhiệt huyết và công sức để giúp bà con những ngôi nhà thế kia thì nói thật sự là quá tuyệt vời rồi. À, trong cuộc đời này thì có ba cái việc lớn sự kiện đấy. Đấy. Đầu tiên là lấy vợ, tậu trâu, lấy nhà, xây nhà nữa. Thế là như thế này thì quá tuyệt vời rồi. Chung là... Nói chung là bà con đúng là sang trang mới luôn đấy. Ê, vâng, em tuyệt vời đồng hành với tất cả các mạnh thường quân. Là hỗ trợ đồng hành cùng với em nữa. Ok thì bà con mới có những ngôi nhà như này. Chứ còn đâu là có rất nhiều ngôi nhà trong bản là đều bằng rơm dạ chứ anh. Ok. Bằng đắp đất đấy chứ không rồi, xây rồi. Này đâu. Không phải nhà nào xây này đâu. Chính xác rồi. Nói chung là thế này quá okay, tuyệt vời. Ok, kia bao lá bao đá dùng từ Martin cũng bắt được sơ đồ. Anh ơi, đi anh em đi xuống hướng này rồi. À, cái khu giếng đấy à? Vâng, khu giếng đấy ạ. À thế à? Em mới cho bà con dọn dẹp cánh đồng để đợi mưa đấy. À. Vâng. Bên kia, còn đất này là đất của người khác rồi. À thế à? Bên này không phải của mình. Toàn bộ vế trên này. Vâng, anh. Đấy. Đây em cho bà con chuẩn bị sẵn đất rồi, giờ chỉ đợi mưa thôi. À rồi. Mưa to cái là chơi luôn. Thực ra thì theo anh nghĩ thì nếu như mà để mà đất rộng như này mà quy hoạch xong bắt đầu trồng dưa hấu, trồng dưa hấu đấy, thế thì là mình sẽ giúp bà con cung cấp trong siêu thị, đấy, giúp bà con cung cấp trong siêu thị, bởi vì là nó rất chi được giá so với người dân bản địa, người ta trồng những cái cây mà. Vâng. Thì đang giai đoạn vừa rồi là rất là bận làm nhà, mùa khô đấy, ê. Mình chưa có thời gian. Còn đâu là dần dần thì em có hạt do hạt dưa mà. Đấy. Thì thời gian tới nhà cửa nó ổn định ấy. Thì mình cũng có thể cho bà con làm. Đây còn buổi trước là em bà con làm con đập đây anh. Ôi dồi ôi. Đập tràn đây, đổ bê tông ấy. À thế. Cốt sắt lưới. Cốt sắt lưới, ôi dồi, đẹp quá nhỉ. Yeah. Đấy. Cái là đây. Giếng này thì là không đánh thăng bằng, mình cứ làm thôi. Còn đây là giếng. Rồi, ok em. Vâng. Dạ. Bonito đó thì bao là. Dạ. Bông đeo và bên thì vi vậy. Nào, xin tao bông. Ở đây là bà con là sau này là mang quần áo đây là giặt rũ thôi. Ví quá. Mọi người chuẩn bị các cây cắm xuống đây thì có thể là phơi trực tiếp ở đây. Rồi, ok em. Vâng. Khoảng nửa tháng nữa là có nước rồi, nước đầy rồi. Vâng. Nước đây không cạn được bởi vì cuốc ở đây là nước nó cứ lên. Ừ. Thì em vẫn đang cho tưới một số cây trồng ở trên. À thế hôm về cho máy vào thì làm những cái việc gì? À, máy vào là cuốc mở rộng cái diện tích cái lòng suối này. Rồi. Ao. Xong em cho cuốc mở cái đường bên này. Thế còn hôm nào máy vào thì làm đâu? Làm ở trên. Đằng trên này. À đây thì là Khánh cũng anh Nguyên là cũng có máy xúc. Thì là Khánh cũng trao đổi với anh Nguyên từ những buổi trước rồi thì là anh cũng bảo với Khánh là thời gian tới sắp xếp làm sao mà anh cũng sẽ cho mượn máy để hỗ trợ cho bà con là san gạt. Bởi vì... Cảm ơn anh. Bởi vì cũng muốn cùng em nó giúp bà con thì là muốn khai khoang những cái khu vườn cho nó rộng và cho nó khung cảnh đằng trước đó. Nói chung là làm sao nó cho nó đẹp nhất có thể. Em muốn để cho bà con canh tác. Em muốn đào một cái ao nuôi cá đấy. Sau này máy của anh to thì có thể là gỗ giúp em cái ao nuôi cá. À.
chứ cái ao cái máy của huyện hỗ trợ ấy, thì là cái máy nó nhỏ quá nó không cuốc được cái ao to đấy. Ok con đi ra đi đi đâu mang một tin đô nội imbrez già grande tanh ma thì là ecavado này grande mai grande municipal già mai vai ajuda buru que eu quero um tipo limba de fazenda grande de fenda bonito vala hoặc là để ao à, nó ta sẽ can để assim muito bom, yeah, assim muito bom, yeah. Como te falei, de mau ajuda, mas que na cava um sítio que dá água mete bem sim, dentro dele, ok, sim, sim, mais importante. Đây em muốn làm cho bà con cái ao tù này, cho vít cái bòi này. À. Để làm cái ao tù này gọi là chứa thêm nước. À. Còn đây là cái con đập này, sau này nước nó lớn lắm anh ạ. Năm ngoái nó dính đây này. Úi dồi, to thế kìa. Xây cái miệng giếng lên như này. Năm ngoái nước dính đúng đây. Thì tại sao ở đây là mình phải làm cái đập tràn? Mà năm ngoái là để đất thì nó cuốn hết. À. Thế là năm nay là phải làm lại từ đầu. Nấp đất đầm, xong là mình đổ bê tông. Anh cũng theo dõi kênh rồi từ những ngày đầu là thấy là rất chi là gian nan mà cũng kỳ công mà làm được như thế này, nói chung là quá đẹp thôi. Vâng. Đây là gần như khung cảnh là giống Việt Nam mình. Vâng. Nói chung là có cây cổ thụ này, có giếng nước này, có sân này đúng không? Cái này mà có mấy cái ghế nhỉ anh nhỉ? À. Ghế đá này chuẩn hơn công viên đúng không? Ghế đá. Em tính này anh Nguyên ạ. Thì là em cuốc cái rãnh này ra tầm khoảng 7 mét như thế này là để khi mà nước lớn nó vào đây thì nó nếu mà nhỏ thì nó tràn vào đây. Còn nếu mà nó cao thì nó có thể vọt hết. Còn sau này mà đến tầm tháng 9 mà nước nó yếu rồi thì em sẽ cho bà con vít cái này nó cao lên tầm này để cho nó bằng cái lền giếng kia rồi. Đấy. Sau này nước yếu khi mà vào cuối mùa đấy. Ê. Còn nó tạm thời là mình để cái núi này cho nó thoát. Theo anh nghĩ thì mai sau này máy nó có vào đấy. Vâng. Sẽ múc ở đây xuống sâu lên trên kia luôn. Vâng. Máy của anh là máy to nhỉ? Đúng rồi, máy to cào. Trước mắt là tới đây thì anh sẽ cho con xúc lật. Còn con máy múc thì là sẽ đợi vào cái gần giáp đến cuối mùa khô. Thì vâng. Khi mình múc là tóm lại là nước gần như cả năm không sợ. Vâng. Đấy. Qua mùa mưa này cái con xúc lật thì là để mình san bằng cái ở trên kia. Ok em. Vâng. Còn ở đây giờ thì mình không cuốc nữa, cái này lại phải đợi. Rồi đợi đến cuối. Bởi vì là khi máy vào ấy thì là muốn là cái lề nó khô, mình vâng. Làm nó được việc hơn, thứ hai nữa là nó tránh tình trạng đấy. Vâng. Ừ. Cái này là hôm nọ con máy của huyện là nó cũng bị thụt đấy anh ạ. À nó bánh hơi, nó vâng. Không làm được ấy. Con của anh là bánh xích à? Bánh xích. À ui giời, thế bánh xích thì xuống đây ngon này. Đâu có một con máy múc, một con máy múc. Đấy, cái diện tích là em với cho bà con dọn dẹp hết, sạch sẽ. Các cây cà cũ, rồi các cây cũ em dọn hết đi. Anh nhìn này, sạch sẽ rồi. Giờ chỉ đợi mưa thôi. Mưa to cái là chiến luôn. On tem chuva não muito grande. Ontem não é muito grande. Sim, mas assim está a vir mesmo pouco a pouco. Okay. Falta dois semanas. Uma semana. Uma semana, outra assim mesmo com muito sol, assim a chuva chega. É, bem grande, de meio é grande chuva. É grande chuva. Já grande chuva. Quando é grande, depois, uma semana, dois, três vezes de chuva. Sim. Já, sim. Em giới thiệu với anh Nguyên, đây là chú Si Cù. À. Là sau này em sẽ cho chú làm trưởng bán ở cái làng Việt Nam này. Ai quá tuyệt vời. Bởi vì chú Si Cù chú ấy từ những ngày đầu em đến là rất là trách nhiệm, chịu okay. Khó luôn. Nếu mà ở đây mà mình không có người dân bán giúp đỡ thì rất là khó khăn luôn đấy anh. Mọi cái chú quán xuyến đằng sau mình nhé. À, rất là tuyệt vời okay. Luôn. Bông để số sopa. Yeah, sopa. Ok. Chú ấy không phải là trưởng bán cả một cái khu rộng này. Nhưng chú đấy là ở đây là chịu sẽ chịu trách nhiệm cho em là cái vấn đề là trông coi cái làng Việt Nam trong tương lai. À ok vâng. Em. Còn cô Bao là với cả Mama Flora kia thì là những người phụ nữ là cũng quá tuyệt vời, chịu khó luôn. Thực ra thì Angola này mọi người đấy là người ta là rất tôn trọng vào sopa. Vâng. Vì sopa có những công to việc nhỏ gì bắt đầu là ngồi vào họp và sopa sẽ chịu trách nhiệm phân tích cái câu chuyện và một cái gì đó. Thế vâng. Xong rồi mới đưa ra quyết định. Đấy, cả khu bán. Sopa. Yeah. Còn ở đây thì có Baba Gio King là trưởng bán cả cái khu vực này. À, sopa okay. cái khu vực cái mảng bên này. Còn đâu lại có một sopa nữa là to đùng cơ. Cả đúng rồi, đúng rồi. Cả tất cả nó vâng.
Bởi vì shop bà đây là tương đương với này, nó quản lý là mấy trăm hectare chứ không phải. Vâng. Rộng lắm, riêng shop bà như shop bà trên Dung Gù anh được biết đây là rất chi là rộng. Vâng, quản lý rộng lắm. Khủng khiếp luôn, khủng khiếp luôn. Nhiều khi công an còn phải sợ shop bà đấy. Em muốn tu amigo để mai về liệu để shop bà để Dung Gù. Dạ. Bởi vì em có nhà xe này mãi cho men để đô giờ gian luôn. Mùi tu amigo cùng família. Dạ. Eu já chegar de bairro Jungo, sim, tipo para seu de coisa, assim, assim, sim. Tá, muito bom. Tem colação. Ok, mãe. Sim, sim. Bây giờ em đang trồng bí này anh này. Đây là bí siêu ngọn này. Bây giờ là có, vừa rồi là nó nắng này, là nó bạc bạc như này. Và bây giờ thì là nó có những cái hạt mưa xuân như này rồi đấy. Ok. Nó sẽ rất là nhanh luôn, ngọn rất là nhiều luôn. Mấy nữa nó mưa đấy. Anh nghĩ là lên trồng một cái cây gì cho nó đặc biệt cho cái mang thương hiệu của cái bài dù. Có một cái cây gì đó để cái thương hiệu của bài dù sẽ xâm nhập vào các siêu thị. Đây đây đây, đây anh ơi. Đấy. Qua cái kia. Sẽ xâm nhập cho các siêu thị bởi vì các siêu thị của Angola thì cung mà cầu thì rất nếu cần. Nếu sau này thì là mình có thể là nếu mà để trồng như anh nói đấy cũng là tư vấn cho em cũng hợp lý. Bởi vì để cho mình trồng đại trà, dưa hấu với dưa lê. Ừ. Anh chưa? Đấy. Đây em cái giai đoạn em về Việt Nam em cũng mua một ít cây sang đây đấy. À. Đủ hết các loại cây đó. Rồi ok em. Nhãn, vải rồi ổi này, các loại. À, cái hồ kia mam nào lên anh lấy ít sen về trồng rất chi là tuyệt vời luôn. Ui rồi. Có sen. Hôm qua anh cũng cấy ở trang trại của anh xong. Ngon. Hôm qua anh cũng cấy vì nó đang có củ. Nó đang có củ. Em có ủ khoảng tầm độ 20 ngày trở ra là gần như là đã rất tốt. Ôi, thế em trồng sen kia thế thì mọi người xuống sân giếng quá đẹp. Ừ, đang có nước tuyệt vời luôn. Anh thấy là em trồng cả hai ao luôn. Ừ. Chiều nhá, chiều mai đi lấy luôn xong bắt đầu thì sáng thứ hai đầu tuần em trồng trong phạm vi là 20 ngày nữa là gần như là đã có hoa. Thế để em sắp xếp cho anh em lên cho anh em lấy sen. Ừ, bây giờ nó bắt vào mùa mưa rồi, rất chi là nhanh. Vâng. Càng lắng thì càng tốt. Quá tuyệt vời đấy mọi người, thì nghe đây nhà anh Nguyên có sen thì tuyệt vời quá. Anh cũng biết. Thế anh mới phát hiện ra sao? Không, cái sen này đây là trước đây là có một người Việt Nam cầm sang đây họ trồng ở cho Bangila đấy, cho đến bây giờ là nó rơi vào 13-14 năm nay rồi. Thế cho lên ở dưới Bangila nó là có một cái đầm sen mà giống ở Việt Nam mình. Vâng. Hoa và rất chi là đẹp. Đấy cho nên là em trồng vào cái chỗ sân giếng kia với này cái kênh dưới kia thì là quá tuyệt vời luôn. Vâng. Sen thì sức sống mãnh liệt rồi. Có giếng, có cây kia rồi, có sân rồi. Sau này đợt tới này ví dụ anh hỗ trợ cho em là cái máy xúc để em cuốc cái ao kia hợp lý. Ok em, nhất để trí. Thả cá. Không, em thả to, múc to. Múc to ra để em làm vườn ao chuồng ấy. Rồi múc to và sẽ quay tạo thành một cái ao ở nóng nước ở đoạn trên kia. Vâng. Múc sâu xuống khoảng tầm độ 6 mét. Phải 6 mét. Máy có múc được không? Không, máy xích múc được. Máy xích múc được? Múc được. Vâng. Anh sẽ giúp em cái ao đó sẽ múc được. Rồi, anh cho máy vào. Anh cho máy vào anh sẽ múc cho em. Rất là tuyệt vời đấy. Rất là tuyệt vời. Bởi vì là ở trên kia là Trung Quốc đấy. Ở gần chỗ trang trại bãi cát của anh ấy thì là có một công ty Trung Quốc đang ươm các loại giống cá của Việt Nam mình, cá chép, cá chấm, cá trôi, cá mè. Vâng. Đấy thế thì cùng với lại ao sen nữa thì thế là có ao là anh nói dẫn em đi mua luôn. Tuyệt vời luôn đấy. Thế thì hôm nay em lại gọi cho anh dẫn em đi mua giống. Ok em. Nếu mà có ao rồi thì là nhân đây thì là Khánh cũng xin giới thiệu với quý vị khán giả là anh Nguyên là anh em chơi với Khánh là mười mấy năm ở Angola rồi, thì là anh là doanh nghiệp gỗ này, buôn bán gỗ xuất nhập khẩu về Việt Nam này, rồi xưởng xẻ gỗ này. Rồi bây giờ thì anh mới làm thêm cái mảng là mỏ cát nữa này. Sau này cũng có cả xưởng ô tô này. Nói chung là lại có cả máy xúc đi cho thuê nữa. Nên là anh ấy rất nhiều mảng. Nên là hôm nay là bản nàng rất là may mắn là khi mà anh Nguyên đến thăm bản và cũng bảo Huy Khánh với bà con là cũng sẽ hỗ trợ cho bà con cái ao và cũng sẽ có sen. Rất là tuyệt vời. Cũng phân đấu để và giúp sức em cùng với bà con để cho một cái điểm nhấn dấu của người Việt Nam, đặc biệt là người con Hải Dương. Vâng. Đấy, mà em làm được như thế này thì thật sự ra này với một người con Hải Dương cũng như là một người con Việt Nam sang đất khách quê người, anh sẽ những gì có thể nhất là cùng với em để ta chung sức là ta sẽ làm cho nó mỗi ngày nó đẹp, nó quy hoạch hơn. Vâng. Đấy, đặt tên cái thương hiệu Việt. Vâng. Đây là làng Việt Nam. Tiếng bao làm mà phải lo được, tôi xin cùng. Ido mau mà tin, tâm anh
Kuma Junto Martin, đen tru grupo Impresa Asia Sao. Dạ vâng. Việt Nam. Dạ vâng. Tam anh Idomao Martin, tam anh đen tru Martin của Idomao, Borvincia Iguali. Sí, sí. Borvincia. Dạ vâng. Sí, sí. Thế là Khánh và anh Nguyên yeah. cùng đồng hương Hải Dương và cũng anh em cũng là đều trong hội doanh nhân Việt Nam tại Angola. Rất là tuyệt vời. Ok anh Nguyên, em okay. Dẫn anh lên xem trường học.